Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 nam mạng. Nam mạng Quý Hợi, cung khôn trực nguy, mạng đại hải thủy, tức nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con heo, tướng tinh con gà, ông tử vi độ mạng. Tổng quan tử vi nam mạng Quý Hợi. Nam mạng Quý Hợi phải trải qua nhiều sóng gió và phiền muộn ở tiền vận. Từ 36 tuổi trở đi thì cuộc sống mới bớt đi thăng trầm, được dễ dàng có cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Ngoài 40 tuổi thì cuộc sống mới ổn định, đủ đầy, tinh thần thảnh thơi, yên bình. Nói chung, Quý Hợi nam mạng phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, sang đến trung vận mới được suôn sẻ, tốt đẹp, có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 83 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của Quý Hợi nam mạng được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. May mắn nhất là Quý Hợi nam mạng sinh các tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo có nhiều bất đồng, mâu thuẫn, xích mích. Nhờ sự tin tưởng và biết trân trọng tình cảm gia đình của bạn nên gia đạo mới được yên vui, hòa thuận. Từ năm 36 tuổi trở đi thì tài lộc được dồi dào, công danh sự nghiệp thì không được như mong muốn. Nhưng như vậy cũng đủ để cuộc sống của bạn được đủ đầy, hạnh phúc. Tuổi hợp làm ăn. Quý Hợi nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão để hùn hợp làm ăn thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro, sẽ được thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, tiền tài dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì nam mạng Quý Hợi nên lựa chọn kết hôn với các tuổi hợp với mình cả về đường tình duyên và tài lộc như Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ và Tân Dậu. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống sẽ không được sang giàu, đầy đủ khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi như Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ và Nhâm Tuất. Bính Dần và Mậu Dần là hai tuổi đại kỵ không được kết duyên vợ chồng với Quý Hợi. Nếu kết hôn với hai tuổi trên, bạn sẽ phải khéo léo trong cách ứng xử, bình tĩnh, nhường nhịn để giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là năm 18, 24, 28, 31, 36 và 40 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình. Nam mạng Quý Hợi sinh vào các tháng 1, 2, 7, 9 và 12 âm lịch thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyện thành lập gia thất. Tuổi đại kỵ. Xem tử vi chọn đời theo ngày tháng năm sinh thấy rằng bạn không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với hai tuổi Canh Thân và Nhâm Thân, nếu không cuộc sống sẽ không được thuận lợi như ý muốn. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn nên duyên chồng vợ thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Quý Hợi nam mạng có đại hạn vào các năm 24, 28, 36 và 42 tuổi. Trong những năm này, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đề phòng, không nên quá tin tưởng vào người khác kẻo bị lợi dụng. May mắn rằng, mỗi khi gặp khó khăn, Quý Hợi đều có người thân, bạn bè giúp đỡ, ủng hộ, vượt qua khó khăn nhanh chóng. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nam mạng Quý Hợi nên lựa chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ,
Để xuất hành đi xa hay cần thực hiện các công việc lớn quan trọng thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều điều may mắn, mang lại nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, bạn gặp phải tiếng sét tình ái, nhưng đó chưa phải là ý trung nhân chọn đời. Năm 21 tuổi, tài lộc vô cùng phát đạt, có hạn vào mùa hạ. Năm 22 tuổi, phải hết sức cẩn thận trong mọi việc, đề phòng tai họa có liên quan đến lửa. Năm 23 tuổi, không tốt trong công tác công việc hay xuất hành đi xa. Từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch năm 24 tuổi, phải thận trọng kẻo gặp nạn trong công việc. Năm 25 tuổi có lộc về đường tài vận. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong khoảng thời gian 3 năm 26 tuổi, năm 27 và 28 tuổi, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc và chuyện tình cảm được suôn sẻ, thuận lợi như ý. Tuy vậy, bạn cũng không cần phải giáng suốt, giữ vững vị trí, lập trường, kẻo bị sắc đẹp mê hoặc, cám dỗ và làm chuyện bất lương. Năm 29 và 30 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến, nhưng phải chú ý đến sức khỏe bản thân kẻo đau ốm, bệnh tật vào cuối năm 30 tuổi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, tài lộc giảm sút đôi phần, khó tránh được lâm trọng bệnh vào những năm này. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, mọi chuyện sẽ được bù đắp vào khoảng thời gian này, bất kể bạn làm gì cũng đều được như ý. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ và khả năng của mình, bạn sẽ gây dựng được cơ nghiệp lớn cho bản thân. Từ năm 41 tuổi đến năm 43 tuổi, đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Tận hưởng những thành quả mà mình đã làm được ở giai đoạn trước, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Từ năm 44 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 44 tuổi, mọi chuyện đều được như ý, có hạn nhẹ vào tháng 3 và tháng 5 năm 45 tuổi, các tháng còn lại bình hòa. Gặp nhiều may mắn vào tháng 8 và tháng 12 năm 46 tuổi, nhưng phải cẩn trọng vào tháng 9 kẻo sức vạ vào thân. Hai năm 47 và 48 tuổi bình ổn, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến, phải cẩn thận vào tháng 4 năm 49 tuổi và tháng 7 năm 50 tuổi. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong thời gian này. Không có việc gì lớn xảy đến, con cái có nhiều triển vọng trên con đường công danh. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này, tài vận suy yếu nhưng gia đình vẫn yên vui, hạnh phúc, sự nghiệp ở mức tương đối, có nhiều chuyện vui đến từ con cái. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo vật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được Phật A-di-đà hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh A-di-đà bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh Thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen thuộc hành Thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành Kim bởi vì Kim sinh Thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó mang về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thân chủ. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nên chọn các loại vòng tay đá màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu trắng, xám, vàng nhạt thuộc hành kim, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.